chạy một thử thách ăn tôm hùm các bạn ơi. Malika. Đây này để hấp cho kẹp. Anh Hải. Cho kẹp lấy vị vô. Anh Hải kêu sướng chứ trời. Cho kẹp lấy vị. Sao mình bữa nay đi một chế. Vậy mà chứ hầu giờ anh có đỏ đâu. Đỏ chứ. Đỏ vậy. Đang đỏ. Wow. Quá dữ luôn ha. Anh em ơi, sau thời gian anh em mình đã luộc được mấy chú tôm hùm bông lên rồi. Mà cũng khá là bắt mắt đây nha các bạn ơi. Cái tôm hùm bông này để mình sẽ xét trọng nha. Trò chơi đơn giản thôi. Ăn hết trong thời gian quy định. Sẽ lấy năm sị đi nha, năm sị thôi. Do tôm cũng ngon, năm sị nha các bạn. Phải đắn đò chứ. Xin nghĩ đâu trời. Để mình coi thử coi. Cái đây mình sẽ cho vô trong vòng cỡ 10 phút á, 10 phút sau. Anh em thấy sao? Ok. Thì dạ này thì hiến tiền nhiều chứ đó, cứ đi ăn tôm đi thì không biết cái nào. Cái quy rồi nhiều. Quy nhiều phải không? Ừ. Mà thật ra quy thì ăn cái này thôi chứ không có quy chẳng lẽ ăn cái này. Ăn cái này thôi chứ cái quy mà ăn gì? Không lẽ cái chân này ăn cái này thôi. Cái quy đâu mà ăn. Không, không ăn. Quy đâu có thịt đâu mà. Quy để anh thử một cái. Không có thịt đâu. Có thịt. Để bỏ đi, cái quy mà tính chi. Không có thịt đâu gì đâu mày ơi. Lâu lắm. Lâu lắm. Ừ. Ăn thịt chứ cái rau khúc này đâu. Bỏ quy đi, 10 phút là bỏ quy đi. 10 phút bỏ quy. Ờ, 10 phút bỏ quy. Ăn cái này thôi. Một cái chân bỏ hết đi. Ăn cái này qua thôi. Không đâu, chứ quy làm đâu á. Có thời gian anh em mình múc múc chút nữa. Chót. Để có gặm gặm chút chứ đúng không? Anh em ok nha. Chốt. 10 phút ăn cái sạch thôi. Còn mấy đây ăn hết sạch nha. Kiểm tra nếu mà bị sót cái gì đó. Rồi. Loại. Không. Ok chưa? Còn chết anh 10 phút, 10 phút chưa? Rồi. Bốn con tôm hùm đây mình cân là đúng là 2.2 kg nha các bạn ơi. Thời gian còn đang sách 10 phút nha. Chấm ớt. Sao bữa nay mình thấy là anh kinh grab hay sao bóc xem vô hoài để xui hoài nào. Anh Hải là trùm mê ăn hải sản mà cuối cùng là ấy đúng là đời không bao giờ như là mơ. Đời cũng như là mơ. Em sẵn sàng chưa đàn ơi? Sẵn sàng. 1. Chúng ơi. 2. 3. 9. Action. Mời cả nhà nha. Mời ngồi bắt đầu chạy nha các bạn ơi. Tiếp ngược. Rồi, mất 3 phút rồi đấy. Wow, tôm chắc, tôm chắc. Vậy cho thấy vậy như thi vô. Còn thịt nha, coi chạm nó. Còn thịt này. Coi ẩu quay nè, mắt công quay. Rồi anh em để nguyên, để nguyên đây, làm từ xử. Tôm chắc đúng không? Tôm nó dài. Tôm dài đấy. Ê, nó có vị gì ta? Để tôm chạm tập trung, đừng hỏi. Anh em hỏi qua hỏi lại được, đừng có phân tâm trọng. Để đẹp mày. Càng này ông này hiển né em phải không? Ừ. Là loại đâu phải không? Ừ. Chú Hải có quyền ăn mấy chân này. Anh Hải. Sao vậy trời, bữa nào tôi ăn kinh cà ráp. Bữa nào con ăn chú thì kinh cà ráp. Không, bữa nào chú chém chai thịt mỡ solo triệu lý thuốc. Vâng. Làm chuyện không ai dám làm trời. Anh em nào thích cho anh Hải ăn thịt kinh cà ráp, anh em like nhiều vô. Nhiều vô. 30.000 like video này mình mua kinh ráp cho anh Hải thử luôn. Hey, 30.000 like video này nha các bạn. Anh Hải đồng ý không? Ok. Quan trọng là khán giả nha anh. Anh Hiến. Sao em? Thế là em với chú Hải chưa solo cuộc thi nào, bây giờ là mua kinh ráp về cho em với anh Hải. Hai con luôn hả? Ờ, hai con. 50.000 like video này mình mua hai con cho Hải với Vũ thi nha các bạn. Không, nếu ăn thi là anh Hải thiệt thòi hơn Vũ như sao? Chấp ông ăn nửa con. Chấp mấy hồ à? Chấp nửa con là Vũ. Chấp cột mà phút ngó. Chứ ăn Vũ thì như Hải sao được. Dạ răng rụng á. Ăn cái dai mà sao ăn. Chấp nếu ăn thịt mỡ hay được. Chấp 10 phút bỏ. Nếu ăn thịt mỡ cái mềm mềm ăn. Sao dai, khó nuốt quá trọng. Cục cơm kìa. Thịt mỡ làm sao tôi chơi. Chứ con độ dai sao chơi ép Hải. Mì tôm, chú Hải ghiền mì tôm mà. Được. Anh em tập trung vô nhân vật chính ngày hôm nay nha. Chảy nước miếng trời. Thế bữa nào ông Hiển xét kèo tôi Vũ ăn làm lại một kèo bánh canh hay một kèo bún gì đi. Để bữa nào anh nghiên cứu. Không, để tôi đó với chú ông với ông Trẹo đó rồi, còn tôi với chú Hải đó chơi. Là đường nào cũng vô chung kết đó với chấp vàng Nguyên Nam mà. Chấp vàng thì sao? Đấy đó, để đường nào tôi ông không đẹp lại. Con tôm này chắc quá. Con lên gió. Ngon chá, trời mà con tôm mà chưa có trứng à. Thế anh nghĩ 10 phút nó ra ngoài chắc hết nhiều quá. Con tôm khui lâu. Tôm bự quá, tôm chết rồi thôi. Ừ, tôm chết. Tốt tay nữa. Vậy anh gió dễ rất nào. Còn báo giờ cho Trọng biết nghe không? 3 phút 30 giây không? 3 phút rồi, còn 7 phút nữa không gian rồi. Còn cái hai gian rồi. Cái dàn đầu mà chưa khui nữa mà. Cứ để từ từ anh tập trong biết. Đâu ấy mình nói vậy nó có động lực. Lúc sao mà có động lực để nó cái mày nước rút gì? Cố lên gió ơi, 5 thị. 5 đó, anh em mình trời nắng nắng này. Bữa nay cũng sinh nhật rồi nữa chứ gì.
Thì vẫn chưa được 3 phút mà. Rồi 3 phút. Còn 7 phút nữa nè. Mấy đâu? Dương là mấy đâu? Còn 7 phút nữa nè, vô. Má có 1/4 chặng đường này. Chưa gì đâu. 24 tháng 1. Một chặng đường mà ăn được hai cái mình rồi mà lo gì? 4 ngày nữa là sinh nhật tôi. Cái đầu nhanh mà. Chạy chưa? Chỉ có cái mình đó, chỉ cái đầu nhanh mà. Có này vô. Má có 3 phút 15 giây. Chưa gì đâu. Cố lên chỗ ơi. Cái đầu dơ dơ chút nữa tôi lùm lại cũng được. Bài bậy phỉnh dơ dơ còn mất dạy sao? Mất dạy nha. Mất dạy. Ờ. Em bài kỹ lắm. Ừ. Lấy tiếng Anh khó lắm nha. Trèo trèo nè. Trèo trèo qua trèo lại nuốt. Ồ nha. Ủa, sao nghiến ren luôn rồi. Chết rồi. Vô chịu đâu. Vô. Ai vô không qua. Má qua 3 phút mà nha vô. Còn 6 phút 20 giây nữa thằng á. Còn lâu mà, gần hết nửa đường rồi mà, nghĩ sao vậy? Có da còn 6 phút còn 10 mấy giây rồi mà. Còn 2 cái đầu nữa mà. Cái đầu thì nhanh thôi. Đầu quy không tính mà, quy không tính. Càng không tính. Chứ cái mình nó mới là khó. Đang ăn cái mình trước các bạn ơi. Chai chiến thuật chưa? Vô, vô. Tôm được này VIP á. Cái này nó... Cái kéo mới được. Cái trên lưng á. Còn được bè. Anh vô sau rồi anh đang yếu này tôi làm phát được luôn. Con dấu ở miệng nó bự làm nhanh. Rồi tôi làm thử vô. Ok tôi làm thử. Cố lên anh em ơi. Cho Trọng một like ủng hộ Trọng các bạn ơi. Cố lên ơi. Cố lên Trọng ơi. Lấy nam sĩ anh em mình uống cà phê chơi. Luôn dưới này nè. Luôn dưới này tôi làm nó ấm. Tình tưởng gió lắm à, nhà này có lần chưa? Anh em nghĩ trạng qua thử thách này không? Ở trong đây nó còn thi công này, thì anh nghĩ chắc cũng... Tôi nghĩ dễ rất nài quá. Rất mềm chín như là bông chín. Thì bây giờ mình lấy cái mềm trong ông Hiển lại cái ông Hiển, ông Trạm đưa tôi quất cho bò đi mình lấy nèm theo ngàn bốc đi lấy nèm theo ngàn đi nhậu làm cho. Sao làm với ông Hiển đợt này nó đâu có chơi Tết mua bông hoa đâu, lấy tiền đó mình đi đi da nè, uống nước nè. Các kiểu á, Trọng ơi. Mình tiền YouTube mà lấy YouTube mình phát cho anh em cũng được kiểu sao đúng không? Dạ, khó quá à. Gà quá, cũng gà quá. Tôm phải ăn tôm thường là sướng đâu nha các bạn. Cố đi vô. Cái đây là vừa được ăn mà vừa được tiền đây nè. Nhiều bạn kêu ăn hoài sướng nhưng phải đâu. Nhiều thúc mình ăn hoài, nhiều lúc cơ thể mình đào thải nó quá tải. Có khi nào thấy đánh rảnh anh đi mình đảo gió đi qua bên Canada, bên Nhật, đồ bên Pháp đồ đi chơi đi xỉn. Còn 4 phút 30 giây nữa chưa? Bao giờ chẳng biết. Còn 4 phút 30 giây nữa. 4 phút 30 giây? Không kịp. Rồi, check. Rồi, 500 ngàn. Cứ cố gắng thấy mình gió tại đầu hè đó. Còn bây mình không giật giải thưởng mình vẫn chơi cho nó con nét luôn nha. Cố lên. Cố lên cái nước qua. Ngọt quá. Da bùi. Đúng không? Giống miếng. Cảm biết à? Không. Dạ mà. Thôi dạ, mấy bạn thông cảm nha. Mấy bạn thông cảm nha, chìm mấy bạn. Chìm mấy bạn. Gió, vũ theo bên này nó lộn xộn với ta. Để gió tập trong cái hang chứ. Vút cái lưng không vút, mà massage gà không chịu à. Có lắm rồi. Có lắm rồi. Chá chắc không qua được một sân. Còn 3 phút 30 giây nữa. 3 phút. Sân này con không về à? Gió còn 4 cái đầu thôi mà. Đúng rồi, còn mình nữa. Còn mỗi mình nữa phải không? Gió này bây giờ cho cặm thêm 2 phút nữa đi nha. Mình chơi đẹp luôn đó. Khỏi bấm toàn xí cặm thêm 2 phút thôi. Không, sân này con không về đâu. 2 phút nữa là bao nhiêu ta? 12 phút đúng không? Ok. Vậy là chơi đẹp luôn. Quá đẹp á, dứt luôn. Đâu đó, mượn điện thoại Vũ bấm giờ nó hết nấu dây luôn này. Ừ. Rồi bấm giờ chỗ nào đây rồi. Vô đồng hồ chỗ nào đâu không biết rồi sàn thoại biết vô đồng hồ nào bạn để Trọng ăn xong rồi mình mới hỏi cảm giác như thế nào nha các bạn để nhiều anh em kêu ăn tôm hùm sướng lắm sướng đồng hồ nào ta sướng ở đâu mà sướng nếu mà ăn ý thì sướng chứ còn ăn từ từ thì sướng chứ còn ăn nhanh là không sướng đâu đâu tôm hùm nó dài thì... Điện thoại bấm giờ chỗ nào đâu nó ba nguyên cộng dây rồi chứ gì rồi bấm giờ đồng hồ khô quá. Hello có nước của con mà không có nước không? Có lên. Chưa hết giờ mà từ từ. Gần set up trước chưa? Còn 2 phút nữa. Set up trước chưa? Còn hồ đây không? Đâu. Đây. Có lên. Có lên chưa? Có lên. Ồ, thở dữ trời.
Thêm 2 phút nữa mà là phải cố gắng hết sức à. Anh Hải với anh Vũ không sao? Nghĩ Trọng có khả năng vượt qua thử thách nào? Không, không. Thì anh nghĩ chắc không qua nó, còn dần đầu. 2kg tôm hùm nha các bạn. Dần đầu nó lòng tạng tôm nên nó dai, không phải nó mềm như tôm. Từ từ nhớ ơi. Con tôm khác. Trời ơi. Cố lên, cố lên Trọng ơi. Nãy cả nước rồi nè. Xíu xíu, xíu anh chú ơi, cố lên chú ơi. Vâng. Vì tương lai sự nghiệp của em chúng ta. Cố lên. Cố lên chú ơi. Anh Hải đâu nãy? Cố lên chú ơi. Bao nhiêu phút rồi Tùng ơi? 1 phút nữa. Anh em cho một like ủng hộ Trọng đi. Để Trọng cố gắng vượt qua cái thử thách này như thế nào. Thôi rồi, cũng kèn rồi nha. Hiển là trai đẹp luôn rồi á. Thôi nhỏ rồi. Cái tay phải nhanh lên như tốc độ. Chậm quá mà. Rẹt 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 rẹt. Nhanh luôn, nhỏ luôn. Nhưng con này nhỏ. Cuối cùng là nhỏ. Đỡ. Con này nhỏ. Còn 40 giây nữa nhỏ. Như 2 phút là 2 phút 40 giây nữa. Chậm quá mà, chậm xử lý tốc độ chậm quá mà. Thua là đúng rồi. Ừ, nó sai. Mà chứ không phải là xử lý chậm rồi. Mà xe 2 phút 40 giây là nói chung là anh Trạm chắc thích cạo à. Xuân này cầm vô cho con, cầm vô chưa? Cầm vô. Không, chưa cầm là còn 20 giây này. Rồi. Còn cầm vô nữa là 2 phút 20 giây. 2 phút 20 giây. Ừ. Nước hết cạo mà các bạn ơi. Khó quá. À, là Trạm ơi, nước là Trạm ơi. Trời. Trạm tới tiếp nước, tiếp nước, vô nước, vô nước. 14 giây các bạn ơi. 11 giây chuẩn bị nấu thời gian nha các bạn ơi. Chuẩn bị nấu thời gian. Anh Trạm Tết đêm nay nhỏ chơi không chơi bông. 3 2 1. Nấu thời gian. Còn 2 phút nữa. Cố lên Trạm ơi. Ní tay cho Trạm ra đấm. Cắt thử cái đầu. Cắt luôn đi, cắt thử vậy. Còn 4 cái đầu nữa các bạn. Còn với mình nữa. Còn với mình nữa. Nhớ ra vậy bây tốc độ anh chậm à. Tốc độ chậm quá, chậm. Quá chậm à. Ồ, cái đầu nhiều bạn ơi. Ơi, cố lên Trạm ơi, chín luôn đi. Cho 15 phút luôn đi. Sao? Rồi Trọng có quyền nói. Ra đầu có bất dụng nữa. Bất các bạn ơi. Coi thẻ chữ gì cho kiện ơi. Tạm dừng, mấy phút con? Tạm dừng. À 10 phút 32 giây. 10 phút 32 giây nha các bạn ơi. Trọng ăn được bao nhiêu? Ba cái mình. Ở dưới gần nửa cái nữa cho ba cái rưỡi mình. Mày mình nhỏ. Cho ba cái rưỡi mình đi. Còn nguyên. Bốn cái đầu như thế này nữa các bạn. Tôm này ngon này. Để ông dưỡng sức đi ha. Xe dầu á. Để ông dưỡng sức chi. Không, phải sức anh em. Có quyền từ giờ chơi cuộc chơi bất kỳ lúc nào mà. Đúng rồi. Còn dưỡng sức anh em nữa. Con tôm này rất là dai. Như thế anh nghĩ, thấy anh Trạm dài cái đó. Sao Trạm? Trạm có thể cho anh em nhận xét một xíu được không? Nuốt được. Nuốt không được. Dài là dài mà vừa ngạn còn có chút nước luôn, ra nó khô á. Nhưng bữa nay mình nếu Trạm mà ăn trúng con tôm ốp thì nhanh á, đúng không? Con tôm này chắc quá độ chắc luôn mà. Anh nhớ một lần anh lên cái quán anh xếp có mì tôm như một con tôm, nuốt mì tôm dẹo bù, nuốt con tôm giật lại, nuốt con tôm giật lại. Rồi, ok. Cảm giác bây giờ Trạm như thế nào? Còn khỉ không? Cảm giác bây giờ là sao? Ổn không? Số mấy đây? Vậy ông Trạm cũng xe, cái con tay mà kêu số 2. Trạm cũng xe đâu. Như cái này ngon này Vũ ăn đem. Ăn review cho khán giả biết luôn cảm giác món em này. Anh em thật sự nhưng mà tôm thấy mình thèm thiệt nhưng mà thực chất vô ăn á. Lúc đầu thèm thiệt đúng không? Vô nuốt lúc đầu được chút sao. Nuốt nó không được. Ăn gạch ngon. Nó khô quá, nuốt không được, nó bùi á. Ăn khó ăn quá. Gạch với lại tôm nó đầu chắc dâu á. Đeo đầu không? Tôm hùm cái hàm lượng dưới cái này cái thịt nó chắc quá mà nhai nó dai nó bị khô quá. Không, con tôm đây nguyên cái mình sao là cái cục thịt trên bên trong nó bự y vậy luôn chứ nó đâu khô. Nãy dùng đây đi. Ăn đi anh ơi. Dũng làm đi Vũ, ăn cho khán giả cảm nhận cảm nghĩ như thế nào chứ. Tôi ăn thử cái gạch coi. Nó gió bây giờ sức khỏe của con mình nhảy trở lên bắt bạch thử anh gió. Gạch nó béo ngon kìa. Con được mà. Đó. Gạch ngon lắm cực kỳ. Chứ mà mấy con tôm con cua ăn mấy cái gạch đồ mấy cái này ngon ghê thiệt. Như vậy là Trọng không vượt qua thử thách này nha các bạn. Đào anh ngọt. Sao? Bạn có muốn nói với khán giả một điều gì đây không? Thôi anh em nói chung là bữa nay mình không qua được nên anh em thông cảm nha. Cho mình cơ hội. Ê, không qua được là không qua gì? Ấy là không qua thử thách rồi chứ không qua được làm như mất hồn. Thử thách này nha. Ấy là không qua được một căn này hay là tuần này hay là sao á. Không khác, dù như mình có thử thách khác okay. Anh em ủng hộ lại nha. Nói chung thì mình cứ liên tục động viên anh em bằng cái cách là đặt ra tất cả những thử thách nào anh em thích. Khán giả bình luận hay là anh em thích cái nào thì mình cứ đưa ra thôi. Lượt chơi đơn giản, thắng thì lấy cũ về thôi các bạn ơi. Thôi mình xin tạm dừng clip tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều đây quý ủng hộ Sơn Dừa Lóc. Anh em nào
thích thì cho mình một like nha, một đăng ký kênh này, bấm chuông để nhận thông báo video khi mình đăng ra hàng ngày nha các bạn. Chào anh em nha. Chào anh em nha. Bây giờ tôi với chú Hải đó, anh em có mì tôm với con tôm hùm chưa? Ok.